Kính chào cô chú anh chị em các bạn, Nguyên đã quay trở lại chương trình. Thì cũng giống như đã nói là Nguyên đã đến cái thành phố tên là Dinan. Đây là cái thành phố cổ của văn hóa của người Pathum. Cái thành phố này nó đã xây vào thế kỷ 11. Thì cô chú anh chị em, đây là trong những cái vùng gần nhà Nguyên, cũng không xa lắm, đi lái xe hơi phải 45-50 phút. Và chúng ta sẽ có những con đường hẻm hơi hẹp, nhỏ, và những kiến trúc đã xây vào thế kỷ 11. Sẽ cho cô chú anh chị em thấy được những cái nét văn hóa khác, những kiến trúc khác ở tại đất nước Pháp mà Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú anh chị em. Và bây giờ cho Nguyên quay sơ về cái phía cạnh, dài cái phía cạnh cho cô chú anh chị em thấy trước nha. Và đây là cái phía mà Nguyên mới dịch parking đầu xe. Và cô chú anh chị em cùng Nguyên đi khám phá đất nước Pháp. Chúng ta tìm coi cái văn hóa đất nước Pháp như thế nào. Chúng ta tìm hiểu coi cái cách, cái thời xa xưa, thời vua chúa, cái thời nơi này họ xây dựng như thế nào, những nhà cổ ra sao. Các quý vị cùng Nguyên đi khám phá từng bước từng bước một nhé. Và cô chú anh chị em, đây là chúng ta thấy được những nhà cổ như thế này. Những nhà có thể xây vào thế kỷ 13. Có thể nói rằng là chúng ta nhìn lại cái kiến trúc coi, bằng cây nha cô chú anh chị em, bằng cây, nhưng nó có thể đã qua, có thể là biết bao nhiêu đời rồi. Thế kỷ 13 cô chú anh chị em, có thể nói là một sự kỳ tích. Cái nơi thành như thế này, hai bên đường khá nhỏ, hai bên đường rất là nhỏ, bên trái bên phải có khoảng 4 mét mà thôi. Và cô chú anh chị em, nó hơi eo hẹp, xung quanh nhà nó như thế này. Các quý vị nhìn ở trên cái kiến trúc cổ, và nó sự eo hẹp cái hai bên như thế này để nó che gió che mưa. Nó nhỏ nhưng mà rất là đẹp. Và cái thành phố này thì nó có nhiều cảnh quay cho cô chú anh chị em. Bắt đầu là Nguyên đi từng bước một. Chút nữa Nguyên sẽ quay vào cái đền vua, xong rồi nhà thờ, rồi sẽ quay đến những cái phong cảnh khác. Theo đây là những cái nơi giữ được cái văn hóa lịch sử của người Bretagne, trong những cái tỉnh mà còn có thể giữ được những kiến trúc cổ thật là tuyệt vời như thế này. Nguyên đã hỏi những người địa phương và họ đã nói rằng là nếu chúng ta quẹo bên tay trái thì chúng ta sẽ đến nhà thờ, nếu chúng ta quẹo tay phải phía bên này cũng là nhà thờ, sau lưng đường này á thì Nguyên sẽ có một cái đền vua. Thì Nguyên sẽ dẫn cho cô chú anh chị em đi từng bước một. Bây giờ trong tới mùa mà Covid nè, Corona này nè, thì khách du lịch cũng không có nhiều. Thường là cái nơi này nó là tấp nập, nó là thường là cái đường phố này sẽ đông người lắm. Bữa nay là ngày chủ nhật là tiệm búa đã đóng cửa, nhưng nếu không là Nguyên nghĩ đây vô cùng là đông người. Và chúng ta đã thấy được những căn nhà kiến trúc, và kế bên đây là một cái nhà thờ rất là đẹp. Cô chú anh chị em, để Nguyên quay lại như vậy. Quay gì đây? Các quý vị thấy không, cái loại nhà này nó cũng giống như kiến trúc của Đan Mạch của Nguyên á, là nhờ dùng bằng gỗ và người ta dùng đất sét người ta đắp lên. Và cái hình thù các quý vị đó, đó như vậy đó. Và trước đây sau lưng cái đó thì Nguyên sẽ có cái nhà thờ. Các cô chú anh chị em, cái nhà thờ, và sẽ đi thẳng vào sân nhà thờ và chia sẻ cùng tất cả quý vị. Và cô chú anh chị em cũng thấy là văn hóa của Pháp, cái terrace rất là quan trọng mùa này, bởi vì không có terrace thì họ sẽ không có cái thể nào mà ăn uống được. Nên là cái terrace của chú anh chị em thấy không, họ ngồi để mà hít thở không khí trong lành. Và bây giờ chúng ta đi cầu nguyện cho thế giới vượt qua khỏi dịch bệnh. Chúng ta đi cầu nguyện cho thế giới vượt qua khỏi dịch bệnh trước đi, hay là chúng ta đi vào cái đường phố này? Ok, chúng ta đi cầu nguyện cho thế giới trước. Và đây là những cái loại bánh dùng Pathum của Pháp. Cô chú anh chị em thấy hai bên cạnh đường nó khá là hẹp, đúng không? Nó khá là hẹp. Thì Nguyên chia sẻ như nè, sẵn tiện chúng ta đến nhà thờ. Hiện bây giờ cái mùa dịch bệnh nó đã tiêu hủy hơn 3 triệu mấy người. Sẵn tiện đến đây chúng ta cầu cho nhân loại vượt qua, đặc biệt là đức cha Việt Nam chúng ta yêu mến, rồi những quốc gia kế tiếp giống như là Ấn Độ hiện bây giờ đang đối đầu, Nepal, nhiều nơi khác.
và đất nước Pháp là đất nước đạo Công giáo, nên cô chú anh chị em sẽ không ngạc nhiên đi bất cứ một nơi nào tại nước Pháp cũng thấy được những nhà thờ cổ của đất nước Pháp. Bây giờ Nguyên sẽ cho cô chú anh chị em coi cái kiến trúc cổ của đất nước Pháp nhé. Wow, khá đẹp đó, ở góc này nè. Để Nguyên quay cho cô chú anh chị em coi. Wow, các vị thấy không? Wow, đẹp đó, tuyệt vời luôn. Wow, cái nhà thờ này đã còn giữ được những cái, các quý vị thấy không? Wow, tuyệt đẹp. Đây, wow, các cô chú anh coi nè. Wow, wow, quá thật, nhà thờ này đẹp. Wow, 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 cái nhà thờ này theo Nguyên là nó xây vào ngay chăng vào cái thế kỷ 11 luôn. Nếu chúng ta tính vào thế kỷ 11 là nó 1000 mấy năm rồi. Theo Nguyên nghĩ, nhìn cái kiến trúc cửa này và thế kỷ 11, tất nhiên là có tu sửa gần 2 tầng. Các cô chú anh chị em coi ở tuốt ở trên nóc, ở trên bên nóc, ở trên nóc và những cái kiến trúc đó thì nó cổ hơn nhiều. Và khi ở dưới tường nhỏ nhỏ này đó thì đá này nó hơi lợt hơn, có nghĩa là đã được tu sửa lại. Nhưng mà theo Nguyễn Nguyên là nó là sẽ cổ cỡ khoảng thế kỷ 11. Wow. Wow. Tất nhiên mà cô chú anh chị em so sánh cái nhà thờ này với nhà thờ Notre Dame de Paris á, thì tất nhiên nó sẽ không bằng. Nhưng mà khó với Nguyên là nó đang cũng đang tu sửa đây nè. Nhưng mà nó khá là tuyệt vời đó. Ok. Ở đây phải là im lặng, ở đây là cái nơi cầu nguyện, người ta không muốn cho chúng ta nói chuyện lớn. Nên là Nguyên phải quay một cách nhẹ nhàng. Ở trên kia chim bồ câu nhiều lắm. Đây cũng giống như chúng ta vào chùa tham quan, cũng như một giây phút cầu nguyện cho những linh hồn đã ra đi và mong thế giới và khỏi dịch bệnh. Sau sự cầu nguyện rồi thì cô chú anh chị em cùng Nguyên đi khám phá cái thành phố cổ này, một khía cạnh khác, những kiến trúc khác tiếp tục. Cô chú anh chị em thấy là bắt đầu ở đây khách du lịch cũng khá nhiều. Tourist là cái là khách du lịch tiếng Pháp đó. Chúng ta quay về những phía cạnh khác. Wow. Bữa nay là may mắn là không có đông người lắm. Không có đông người lắm. Nên là có thể là cái hành trình của Nguyên quay nó cũng không có bị trục trặc nhiều, không bị chen lấn. Nhưng thường là cái nơi đây là cái nơi là tấp nập khách du lịch, đặc biệt là người ta đến đây là mục đích là muốn tìm hiểu cái văn hóa thời xa xưa của những người dùng Bretagne, cô chú anh chị em ha. Tìm hiểu được cái văn hóa xa xưa của người dùng Bretagne. Và bước vào xuống này thì chúng ta bước vào những cái nhà, có thể là nhà cổ, nó có một cái phía cạnh khá là đặc biệt hấp dẫn và Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú anh chị em. Chúng ta sẽ đi vào những cái xuống dốc. Trời bữa nay rất là nắng và rất là đẹp. Cô chú anh chị em phải không?
Và ở đây chúng ta có một thêm một cái nhà thờ nữa, ở thuyết pháp nó kêu L'Église. Và đây là những cái eo đường nhỏ như thế này. Ok. Nó kêu là 200m nữa, cái đường này nó sẽ là cái đường cùng. Chúng ta cứ xuống đi, rồi chúng ta đi tham quan. Vậy là cô chú anh chị em cùng Nguyên đi xuống dốc. Chúng ta đi xuống dốc, chúng ta đi tham quan. Và các quý vị thấy là cái kiến trúc hai bên đường đó, nó rất là ngắn, 4m rồi đó. Thành phố nó khá nhộn nhịp. Tuy rằng bữa nay là chủ nhật, rồi ngày lễ, ít có người ra ngoài đường, nhưng mà chúng ta Nguyên vẫn thấy là có cũng đông người như thế này. Thành phố nó thật sự là đẹp. Cô chú anh chị em cùng Nguyên đi ngắm cảnh tham quan tiếp tục nhé. Và đây, đây là những cái gì mà người ta tự làm, làm bằng kiến, nhà này làm bằng kiến, bán những sản phẩm như thế này. Đây là tiệm người ta bán nón, bóp, khá là thú vị đấy. Những căn nhà cổ kiến trúc như thế này làm cho Nguyên cũng nhớ đến mặt. Trên mặt của Nguyên cũng có những căn nhà kiến trúc như thế này, cổ xưa như thế này. Và cô chú anh chị em cũng thấy được cái những cái sự những cái kiến trúc cổ và cái góc nhìn như thế này, nó thật sự là nó rất là đẹp. Những quán xá như thế này, những cái đường đi hẻm như thế này nè, nó chứa nhiều chất lãng mạn. Wow. Ở đây có một nhà hàng rất là ngon nha, khá là đẹp, quán cũng ngon. Đặc biệt là nó là cái món địa phương ở đây, Crêperie Grillé Salade. C'est là intéressant. Khi là đi bộ xong xuôi rồi, Nguyên có thể ghé ở đây, Nguyên đặt bàn ăn xong. Bonjour. Wow, cái đường nó thật sự là nó sâu thăm thẳm xuống dưới. Xuống thì khỏe rồi đó, chút nữa lội bộ lên mới là mệt. Các cô chú anh chị em cũng thấy đó, những con đường cổ như thế này, có những nhà mà kiến trúc cổ bằng cây, tôi thấy nó rất rất là đẹp như thế này đó. Wow. Chúng ta còn một con đường khá là dài, nhưng mà nãy giờ đi tâm tình với cô chú anh chị em đó thì là Nguyên thấy là cái phong cảnh nó rất là lãng mạn và trữ tình. Thành phố này tuy rằng nó nhỏ, rất là nhỏ cô chú anh chị em, tính ra thôi lịch sử ngày xưa thì họ chỉ có mười mấy ngàn dân thôi, mười mấy ngàn dân, 15 ngàn dân, và họ đã xếp hạng thứ 3 vào thế kỷ 13 để phát triển cái nền kinh tế. Nên cái nơi đây nó nhỏ, nhưng mà cái sự nhờ cái sự thu thúc, cái văn hóa mà được bảo tồn được ngày hôm nay trở thành một nơi lịch sử của đất nước Pháp. Và cái nơi mà Nguyên đang đi chia sẻ cùng cô chú anh chị em, đây là cái nơi là bảo tàng lịch sử hết tất cả. Nên là những căn nhà các quý vị đã thấy được nó rất là hấp dẫn. Nếu cô chú anh chị em nào có dịp qua Pháp thì hãy nhớ ghé thăm qua đây. Wow, mình đi xuống rồi.
Cô cho anh chị em thấy những cái khu này khá đẹp đúng không? Những phong cảnh nhà cửa như thế này. Wow. Chúng ta thấy cảm giác rất là lãng mạn. Và bắt đầu là Nguyên phải tiếp tục đi xuống. Hồi nãy giờ Nguyên đi cũng khá lâu rồi, cùng tất cả quý vị còn hơn 17 phút rồi, nhưng mà chưa tới, Nguyên còn phải tiếp tục đi xuống. Ở dưới là một cái cảng. Giờ được thúc cả visit không bác? Ok. Super bạn đâu? Ok. Super đi. Nguyên hỏi người ta có cái gì câu hay không? Người ta nói ở dưới có đẹp lắm, không sao. Ok. Vậy là bắt đầu Nguyên phải đi tiếp tục đi xuống thúc ở dưới để quay cho cô chú anh chị em những cảnh thật là đẹp tuyệt vời. Những căn nhà như thế này và trồng những cái cây bông hồng. Wow. Cô chú anh chị em có thấy những người chụp hình như thế này, không phải riêng mình anh Nguyên đâu, rất rất là nhiều người. Và những nhà kiến trúc cổ cỏ như này, những cái con đường phố như thế này chúng ta đã thấy rõ được. Wow. Nhà nó cảm giác có một cái chromatic lãng mạn. Rất là lãng mạn. Ok. Vậy cô chú anh chị em cùng Nguyên chúng ta đi xuống dưới. Xuống thì khỏe mà lên thì khổ nè. Và nãy giờ xung quanh nãy giờ thì Nguyên đã thấy được những căn nhà hai bên đường á, thì người ta xây, người ta làm những cái sự nghệ thuật, giống như người ta vẽ tranh nè, người ta làm những cái gốm nè, người ta làm những sản phẩm tự tay của mình làm, những nghệ thuật. Và nó thật sự là mình cảm giác là rất là thích cái nơi này. Phong cảnh tuyệt vời, là một những chiếc nhà cổ vào thế kỷ 13, 12, 11, nhưng họ rất là độc đáo. Và những cái, có thể nói là có cái vườn, cái tựa, cái tiệm búa xung quanh, nó thật sự là hấp dẫn. Nè, cho Nguyên nhìn coi. Cái nhà chúng ta như vậy không? Ở đây có tiệm búa. Wow. Và chúng ta tiếp tục đi xuống cái đường này dưới này. Và các cô chú anh chị em thấy không, những cái nhà cổ và bằng cây như thế này, hiện bây giờ các quý vị đi tìm những nhà này ở trên thế giới không còn bao nhiêu nơi có. Và những cái thật là cổ nhưng mà được cái sự có thể là bảo tồn rất là tốt. Đây là một chuyện không phải dễ dàng cái nào cả. Tất cả đây đều là do cái địa hình là một, và cái kiến trúc. Thì cô chú anh chị em, những kiến trúc này cả ngàn mấy năm rồi, nhưng họ có phải nói là một cái kiến trúc độc đáo để bảo tồn được cái sức, những khung nhà này bị trời mưa, trời gió, bị đủ thứ cả luôn chiến tranh. Và chúng ta đến một cái nơi như thế này, những gia đình người ta trồng cỏ, cây cỏ như thế này. Wow. Thì cô chú anh chị cũng thấy đó, hiện giờ thuốc ở trên kia là cái đồi, chừng nào Nguyên đi xuống dưới, nghe người ta nói xuống dưới là có cái cảng, thì xuống Nguyên xuống cái cảng quay cho cô chú anh chị em coi cái đã, rồi mình quên lại sao. Mục đích là muốn đem cho cô chú anh chị em thấy những văn hóa của đất nước Pháp và những nơi thắm cảnh như thế này. Mỗi quốc gia đều có những thắm cảnh khác nhau cả. Bây giờ chúng ta đi tiếp tục nhé. Bonjour. Je suis Mélenchon. Je présente à la culture Bretagne dans le monde entier. Oh, bien, ça. Merci pour les bretons. C'est un joli historique. Cô chú anh chị em thấy không? Wow, căn nhà trên. Các quý vị nhìn cái nhà ở trên kia kìa. Wow. Voilà. Quá đẹp. Cái khu này đẹp quá. Vừa qua thì người ta vẫn tò mò, người ta bảo là Nguyên quay cái đường góc đi xuống của nó không. Nguyên đang quay cái văn hóa của người Breton để giới thiệu cho trên toàn cầu. Thì tất nhiên rồi, chương trình của Nguyên là chiếu trên toàn cầu mà, nên là chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị em khắp nơi trên thế giới, quốc gia này quốc gia kia, để biết được cái văn hóa của người Breton như thế nào.
Đây là tất cả đều nằm ở trong cái di tích lịch sử của vùng Cơ Tang của Nguyên. Nơi đây nó chứa đậm rất là nhiều văn hóa, ẩm thực. Chút nữa thì chúng ta bước vào cái lãnh vực ăn uống sau nha. Sau cuộc xuống dốc mười mấy, gần cả 15 phút thì Nguyên đã xuống tới cái bến cảng. Và cái nơi này nó được phát triển phồn vinh, có thể là giàu mạnh là nhờ cái bến cảng này. Bởi vì bến cảng này từ biển nó sẽ đi vào trong một cái eo. Và cô chú anh chị em Nguyên sẽ quay cái sự phồn vinh và sự hấp dẫn khi bây giờ hơn cả ngàn mấy năm sau, người dân ở vùng này họ sống như thế nào. Các cô chú anh chị em cùng Nguyên khám phá nha. Các vị thấy không? Quán tấp nập, người qua đường. Và chúng ta có những tàu du lịch như thế này. Tàu du lịch đi theo cái bến cảng. Và chúng ta vẫn còn có những chiếc tàu cổ, nhà cổ như thế này đây. Chú anh xem bờ bến bên kia cũng có quán bar, có người ta, có sự nhộn nhịp. Cái Nguyên thích ở đây là nó có một cái sự không khí vừa có hồ, có sông, có những người ta chơi, có tàu đi du lịch. Nó có thể là sự một kết hợp rất là hoàn mỹ. Cảm giác không khí nó rất là thoải mái. Rất là thoải mái. Nơi đây nó khá là lý tưởng đó. Wow, cứ chuẩn xem thấy không? Rồi. Vậy nãy giờ cô chú anh chị em đã coi một phía cạnh rồi đúng không? Vậy là các quý vị cùng Nguyên chúng ta đi coi một phía cạnh khác về cái nơi này còn cái gì coi. Ở đây còn những cái đền vua. Và ở trên những dốc chúng ta sẽ coi từ trên cao chúng ta coi xuống cái thành phố này như thế nào. Tại sao cái nơi này khởi sự chỉ có 15.000 dân thôi mà trở thành một thành phố đứng thứ ba của vùng Cơ Tang thời Miyawal. Thì chúng ta phải tìm hiểu được tại sao họ phát triển được cái nền kinh tế tốt như thế. Tại sao họ giàu mạnh tốt như thế. Và lý do nào? Và cô chú anh chị em sẽ cùng Nguyên đi lên dốc tuốt tuốt trên cao và trên thành, chúng ta đi nguyên một chèo thành đi coi cái thành phố này như thế nào. Let's go nào. Xuống dốc thì khỏe của chú anh chị em. Lên dốc giờ thở như bò. Cái dốc nó quá sâu. Xuống thì rất là ok. Nhưng lên quá thật là rất là mệt. Để chú Nguyên thở một cái. Bây giờ là Nguyên kiếm cái lịch trình mà Nguyên quay tiếp tục. Muốn quay cho cô chú anh chị em tiếp tục coi những phong cảnh ở thành phố Đi Non. Nguyên nói và Nguyên thở nè. Wow. Cô chú anh chị em cùng Nguyên tiếp tục ngắm những phong cảnh nha. Wow. Cái nơi này nó có rất là nhiều cảnh để mình coi. Chúng ta còn coi ở trên cái thành nè, chúng ta còn coi đền vua nè, và trước mặt Nguyên có một cái nhà thờ cũng là không phải giống hồi nãy đó. Và cái đường phố này Nguyên chưa có khám phá, các quý vị khám phá cùng Nguyên nha. Wow, đi cho nó đã đi, hồi nữa kiếm cái nhà hàng nào ăn cho nó no. Bây giờ đầu tiên đi khám phá cái thành phố. Nguyên muốn đi vào coi cái đền vua và ngắm lại cái thành tuốt ở trên, để quay từ trên xuống dưới thì phong cảnh nó mới đẹp. Nếu quay chúng ta quay từ trên xuống dưới thì chúng ta mới nhìn thấy được cái nét có thể nó là đẹp của cái tỉnh này. Và đây, ai cô chú anh chị em nào thích văn hóa lịch sử cổ tích giống như là Nguyên, lịch sử cổ thì nó rất là tuyệt vời. Nói bây giờ mệt quá, lên cái dốc không là Nguyên thở giống như bò cống rồi. Thấy là lâu quá là không tập thể thao là gì đâu.
cái dốc nó rất là cao, nó rất là đứng. Nên các quý vị nào đến nơi này thì nhớ chuẩn bị là mang giày bata cho nó chắc, chứ mang giày cao guốc cũng giống như đệ nhất phu nhân vợ của thầy Bảy là xong rồi. À, cô chú anh chị em nha. À, chúng ta quay trước như thế này. Và Nguyên sẽ kiếm cái đường lên tới cái hướng bên kia để mà coi cái thành tuốt ở trên, chia sẻ cùng cô chú và anh chị em. Sau lưng cái dốc có thật sự là thở như bò thở. Bây giờ thì cho Nguyên chia sẻ cùng cô chú anh chị em những cái góc cảnh khác về cái tỉnh này. À, đầu tiên thì ở đây bên tay trái có một cái nhà thờ rất là đặc biệt, muốn quay cho cô chú anh chị em coi ha. Và cô chú anh chị em cùng Nguyên coi những cái phía cạnh khác, mình coi từ ở trên xuống dưới. Lúc nãy chúng ta từ ở trên chúng ta đi xuống đúng không? Bây giờ chúng ta coi hết tất cả những phong cảnh từ cái góc ở trên đồi. Và nó thật sự là nó có nhiều phía cạnh mà chúng ta nhìn thấy nó, cái thành phố này nó rất là đẹp. Và Nguyên khuyên là cô chú anh chị em nào mà có đến nơi này thì nhớ chuẩn bị cho mình đôi giày bata nè, cho mình một chai nước uống, và chuẩn bị tinh thần và đi lội bộ. Nếu các quý vị mà không có đủ sức đi lội bộ thì cô chú anh chị em sẽ không coi được những cảnh đẹp tuyệt vời như thế này. Wow, các quý vị thấy bầu trời chưa? Wow, cô chú anh chị em chuẩn bị không? Wow, lúc nãy mình ở dưới này, lúc nãy mình dưới nè, cô chú anh chị em đi bộ tuốt dưới này, bây giờ là mình ở trên. Wow, thật là đẹp tuyệt vời luôn, trên cả tuyệt vời. Giờ cô chú anh chị em cùng Nguyên đi lên tới cái chỗ kia chính giữa, và sau chúng ta đi một vòng, chúng ta sẽ đi một vòng cái cảnh ở không ở trên này. Các quý vị thấy cái cảnh không? Wow, quá đẹp luôn. Nên là vào channel của Nguyên là cô chú anh chị em sẽ coi được nhiều thứ, cảnh đẹp như tranh luôn. Lúc nãy mình ở dưới mình coi trên cầu. Và cô chú anh chị em cùng Nguyên đi thắm cảnh tiếp tục. Chúng ta đi lên lại chỗ này, vì cái chỗ lên chỗ này mà quay cho cô chú anh chị em cái cảnh từ trên xuống dưới không, mà các vị cũng thấy được là Nguyên phải đổ mồ hôi hột. Làm cái gì cũng phải bỏ tâm tư vào. Không, cô chú anh chị em. Đó. Wow. Đẹp quá. Ở đây ở trên này gió nó mát và quá thật là đáng công sức để cho Nguyên bò lên trên này. Với cái cảnh này, có thể là cái cảnh này, cái nhìn của nó tuyệt vời luôn. Chúng ta có người đẹp Pháp đây. Người đẹp Pháp mới vừa trong bánh kiến của Nguyên, cho cô chú anh chị em nào ngưỡng mộ người đẹp Pháp. Wow. Giờ Nguyên đang ở trên đồi. Vậy chúng ta đi tiếp tục đi theo những con đồi, cảnh nào đẹp Nguyên sẽ ngừng, Nguyên quay là chia sẻ cùng cô chú anh chị em sau ha. Rồi sau đi hết những con đồi này rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu đi coi đền vua. Mà Nguyên nghĩ là đền vua nó đóng cửa, nó không mở, nhưng không sao, chúng ta phải đi thử.
Bây giờ cô chú anh chị em cùng Nguyên đi một con đường rất là nhỏ ở trên cái đồi. Chúng ta nhìn theo một cái phía cạnh khác rất là hấp dẫn nha. Let's go. Đó, đường mới lớn thôi, rất là nhỏ. Ở chúng ta ở trên đồi như thế này, chúng ta sẽ đi tham quan từ cái góc cạnh nhìn ở đây. Cô chú anh chị em coi nè, ở đây cô người ta chụp hình ha. Đó. Wow, cô chú anh chị em thấy phong cảnh không? Còn gì bằng nữa. Wow. Wow, quá đẹp luôn. Chúng ta bắt đầu đi con đường như thế này. Và cô chú anh chị em ở nhìn hướng dưới là chúng ta nhìn lại cái phía cạnh ở dưới đó. Đó. Bên kia là cây cầu. Wow, cảnh thực sự là tuyệt vời. Nhìn cảm giác rất là thơ mộng. Bây giờ là các nãy giờ cô chú anh chị em đã đi hết những cái phía cạnh của cái thành phố này rồi. Thế cô chú anh chị em suy nghĩ đi. Khi này là nó xây dựng vào thế kỷ 11, có nghĩa là 1000, không phải là 900 mấy. Wow. Mà cái sự của nó, chúng ta hãy nhìn thấy là gần cả ngàn năm rồi. Và những bức tường như thế này vẫn là kiên cố. Và theo cái lịch sử nó biết là lúc mà ông vua thời điểm đó thì ông ta sao cái thành phố này thì xây vào lúc thế kỷ 11, nhưng mà cái bức tường này là thế kỷ 13. Và nó tuy rằng thế kỷ 13 có nghĩa là 1200 mấy, nó vẫn kiên cố như thế này. Nó vẫn là rất là chắc, có thể là rất là chắc. Và nhờ sự việc cái xây cái thành này thì nó đã bảo vệ cho cái thành phố này có thể là chống về sự chiến tranh, không bị tàn phá là một. Thứ hai nữa, nó cũng che được mưa gió và nó làm cho cái thành phố này được sự bảo vệ của khí hậu trong thời gian. Và có thể là trong những kiến trúc rất là tài ba. Và Nguyên là muốn quay chia sẻ của chú anh chị em những cái phía cạnh góc khác ở vùng đất nước Pháp. Nguyên biết là có nhiều các quý vị đi tham quan, phần lớn là chỉ đi tham quan Paris rồi hết. Vậy đợt này của chú anh chị em sẽ đi coi những cái phía cạnh khác ở cái tỉnh này. Của chú anh chị em cùng Nguyên đi tham quan nha. Chúng ta sẽ đi một vòng như thế này nè. Và bây giờ thì Nguyên đang đứng trước cửa đền vua. Trước khi mà quay cái đền vua cho cô chú anh chị em biết thấy cái đền vua nó như thế nào, nó ra sao. Nên là bữa nay cô chú anh chị em coi được nhà thờ nè, coi những cảnh đẹp nè, và coi được những kiến trúc cổ đời thế kỷ 11 nè, và coi được cả đền vua luôn. Bữa nay cô chú anh chị em sẽ coi rất là nhiều phong cảnh khác nhau. Cái cổng vô là chỗ này. Cái đền ở đây, lá cờ ở trên đó. Wow, cô chú anh chị em thấy không? Và bây giờ Nguyên vô trong coi như thế nào ha, để Nguyên công Nguyên khám phá như thế nào và Nguyên chia sẻ cùng cô chú anh chị em sau ha. Nguyên công có tình hình nó ra sao đã, chúng ta có phải cần cái này cái kia hay không. Rồi, từng bước một nhé. Cô chú anh chị em cùng Nguyên theo bước chân của Nguyên đi khám phá văn hóa của Pháp. Ta tưởng tượng ngày xưa như thế nào ta? Ngày xưa phải là quan chức, rồi hai bên này là phải có những lính rồi. Đúng không? Phải nơi đây là nơi là phải là nơi là ghé cổng rồi nhỉ. Đó. Bây giờ thì không thấy nó lớn lắm, cũng bình thường thôi. Đấy, cô chú anh chị em thấy đó, đây là cái góc cái đền chùa nè. Wow, đúng không? Nhưng mà Nguyên là bữa nay Nguyên nghĩ là người ta đóng cửa rồi. Là bởi vì dịch corona. Dịch corona, cái giá vô của nó một người lớn á là 7 euro, con nít 6 tuổi là miễn phí. Đi với gia đình hai người lớn với cha mẹ
hai người lớn cho hai đứa con nít 18 euro. Và giá ambassador là cho những người mà giống như là lãnh sự quán đó thì mua 15 euro giá cả năm. Lãnh sự quán được ưu đãi hơn nghe, kỳ quá. Và đây, tiếc thay là cái đền vua này nó đóng cửa rồi thì sẽ không coi được nguyên đến cái cửa. Mùa corona là gì cô chú anh chị em? Và đền vua là cái cửa là chúng ta phải vào cửa chính chỗ này. Tiếc thay. Vậy là tuy rằng Nguyên muốn dẫn cô chú anh coi đền vua mà chưa có được. Không sao. Sẽ coi dẫn cho cô chú anh chị em coi những cái khác ở ngoài đền vua. Và coi nhiều nơi khác rất là thú vị và hấp dẫn ở tại nơi này, chia sẻ cùng tất cả quý vị. Các cô chú anh chị em cùng Nguyên nhé. Bây giờ thì Nguyên đã kiếm được một cái tiệm Nguyên ăn. Dạ, đây là cái menu card. Chúng mình chia sẻ cùng cô chú anh chị em ha. Cái menu card như thế này. Và đây là những món ăn truyền thống, sở thú là những cái món ăn truyền thống sẽ du galette, du crepe, có nghĩa là những bánh giống như bánh xèo của Việt Nam mình vậy đó. Nhưng nó làm bằng bột mì. Nguyên sẽ đặt vài món, với Nguyên uống cái loại rượu cái là Lucid Breton. Ok. Thì Nguyên sẽ quay cho cô chú anh chị em thấy là những cái giá cả nó như thế nào ha. Và đây là cái chai bia, không phải chai bia. Cái này là chai rượu bơm, chai rượu gơm mà Nguyên mua đó. Nó là 4 đồng phải 9 euro. Và cái bánh giống như là bánh xèo Việt Nam, mà cho là bánh xèo đi nha. Nó kêu là galette, là Nguyên cho cái này. Đường Khonsana là cái vườn lớn. Cái giá của nó là 12 đồng 90. Và cái chai bia của Nguyên là đây. Để cho anh chị em. Độ thì nó chỉ có 2 độ mà thôi, 2 độ thôi. Tại bởi vì Nguyên lái xe. Đó. Và đặc biệt là chúng ta phải uống theo cái truyền thống là uống trong cái ly như thế này. Đó, cái ly như thế này. Cô chú anh chị em ha. Và đi bộ nãy giờ nó rất là lâu, nên là lên một cái dốc rất là dài, nên là đổ mồ hôi hột rồi, đổ mồ hôi như tắm rồi, rất là mệt. Bây giờ uống một cái này, cái chai này nó không phải là bia của chú anh chị em nha. Cái này là loại kêu là loại rượu bơm, rất là nhẹ. Gọt như thế này. Lạnh chắc đã lắm đây. Cái mùi xít, cái mùi bơm nó lên, nó thơm lắm. Và nó gà bọt như thế này. Nó đậu quá, nó đậu quá. Lâu lắm rồi Nguyên không uống cái này. Cái này là cái truyền thống, cái văn hóa, cái dùng này. Và nó nhẹ hơn bia. Bia, một chai bia là 4 độ, cái này nó chỉ có 2 độ thôi. Nhưng mà hiện bây giờ nó đang nóng á. Sua Messi. Đậu quá. Bây giờ cái món mà Nguyên đặt nó đã ra, Nguyên sẽ quay cho cô chú anh chị em thấy cái món như thế nào. Nó cũng lạ kỳ lắm. Cái bánh nó chiên, nó bỏ tomat, salad, dưa leo. Rồi ở trên nó có cục kem nữa. Các vị coi nha. Và đây. Wow, cô chú anh chị em thấy không? Cái bánh nó là ngọt không? Đây là kem nè. Đây là cái bánh bằng bột mì chiên đen, salad, phô mai. Đó, truyền thống ở đây người ta ăn như thế đó. Vậy là cô chú anh chị em sẽ cùng Nguyên chuẩn bị thưởng thức những món ăn nha. Rồi. Bỏ xuống như thế này. Rồi, xong. Tiếng Pháp nó kêu là bon appetit. Và để Nguyên coi cái đầu bếp ở đây nó như thế nào. Cái bánh này á, là bằng bột mì đen, nên cô chú anh em ăn nó không có nhiều nhưng nó dễ no. Mà các quý vị phải nhớ là đến cái vùng Bhutan là bắt buộc phải ăn cái món này. Bởi vì đây là cái món truyền thống của họ. Là cái món truyền thống của họ, cái món văn hóa và truyền thống của họ. Rất là dễ ăn. Rất là dễ ăn. Cái này thì không có thịt thà nhiều, nên rất là dễ ăn. Rồi ăn cái này xong thì Nguyên sẽ ăn một cái bánh ngọt. Thì cô chú anh em cũng biết là
đây là ẩm thực văn hóa truyền thống. Thì đầu tiên của chú anh chị em hãy hỏi người ta là địa phương, thường là nguyên đi du lịch đó là địa phương người ta ăn cái gì là mình ăn cái đó. Cũng ngon lắm, đặc sản lắm. Lần đầu tiên mà Nguyên ăn cái galette là nó giữa nóng giữa lạnh, nó trộn chung một miếng kem ở trên, nó cũng lạ kỳ. Cái sự kết hợp nó cũng hài hòa. Ngon quá. Đi dọc đường rồi lên chấp mà bây giờ được hưởng thụ. Kiểu này mà đi về lại Đan Mạch rồi nó sẽ mập như con heo. Là bởi vì ăn nhiều hơn thường ngày của chú anh em. Cái công nhận là cái bánh galette này của nó làm bằng nó xem một sốt cà tomat và nó pha một miếng kem vào, nó cứ có một hương vị rất đặc biệt. Và cô chú anh chị em nó đến Pháp mà nếu mà dùng có nguyên ở thì bắt buộc cô chú anh chị em phải nhớ ăn cái món này. Chú là galette, nó có nhiều loại lắm. Nếu chúng ta muốn thức ăn đồ hải sản thì chúng ta hải sản. Chúng ta muốn ăn rau cải thì chúng ta ăn rau cải. Chúng ta muốn thịt thà thì chúng ta ăn. Cái điều mà nó kết hợp nó có cục kem thế nào. Lạ thật. Lần đầu tiên ăn luôn. Nó có sự kết hợp rất là hài hòa. Vừa nóng vừa lạnh, nó sẽ làm vừa ăn. Và cái hậu nó cũng lạ hơn. Nhà hàng này đầu bếp Nguyên thấy là khá. Đầu bếp này có tài, biết chế biến ra những món lạ. Bánh của nó chiên giòn hơn, thường mấy tiệm kia thì không chiên giòn, nó sẽ chiên giòn. Bữa nay Nguyên không có ăn nhiều, tại bởi vì đợt này phải để bụng về nhà ăn cơm với galette. Nên ăn vừa đủ thôi. Nếu không no lắm, đợt trước ăn hơi nhiều. Về nhà, cô chú anh thèm no bụng quá, về nhà ăn cơm ít lắm, mới ăn có 3 chén cơm mà. Bữa trước nó ăn nhiều quá, về nhà ăn ít lắm mới 3 chén cơm rồi. Ngày bữa nay để bụng về nhà ăn. Thì các quý vị, Nguyên đã từng tâm tình đó là Nguyên là người thích ăn. Nguyên là người rất là thích ăn. Ngon lắm quá hả? Và cũng là loại bánh này mà nó có cái mặn, cái ngọt. Và cô chú anh xem mới nhớ là chúng ta phải đặt một cái... Thank you.
Và bữa ăn này thì coi, một cái chai bia là gần 5 đồng, cái dĩa này 13 đồng là 18 đồng. Ăn thêm cái bánh ngọt nữa chắc là 20. 20 euro. Một buổi ăn. Cái này là phô mai. Là c'est bien, c'est la première fois que j'ai mangé des galettes à huile de glace. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé breton. Donc moi. C'est trop bon. Ça fait người ta hỏi mình ăn có ngon hay không. Muốn khen người ta bởi vì đây là một sự cô chú anh chị em cũng biết là những người đầu bếp là những người khoa học, là họ chế biến cả đồ ăn. Và sự chế biến của đồ ăn nó hài hòa. Lần đầu tiên Nguyên ăn mà cái galette mà nó có bỏ kem như vậy. Ai trân trọng. Nó rất là lạ kỳ, đầu tiên tưởng là khó ăn nhưng ngược lại không. Nó đem cho chúng ta một cái hương vị khác. Làm cho cái món ăn nó có một cái sự kích thích trong miệng mình đặc biệt lắm. Cũng là một sự thú vị và nó cũng đáng cho học hỏi. Là kết hợp giữa mặn và ngọt, cũng giống Việt Nam mình là miếng khoai đó. Nhưng mà kết hợp nó hoàn toàn khác nhau. Rất là hay. Good idea. Đầu bếp này giỏi. Là Nguyên đã giải phóng một cái dĩa rất là đẹp. Tại vì anh em cũng biết là không có thời gian mà lúc nào ăn xong lẹ xong rồi đi. Bây giờ xong rồi ăn rồi uống. Và truyền thống của người ta uống là uống bằng ly này. Mà cái này rất là nhẹ, chỉ có 2 độ thôi, nên là Nguyên mới đặt uống tại bài vì Nguyên lái xe. Trời nóng cái gì uống một cái thoải mái quá. Nguyên mong là muốn chia sẻ cùng của chú anh chị em đi đó, đi đây, đi ăn đúng để các quý vị thấy được ẩm thực văn hóa của nhiều quốc gia, truyền thống của nhiều nơi, giá cả thị trường. Vậy là cô chú anh chị em sẽ thấy cảm giác, có nhiều người thì sẽ nói mắc, có nhiều người thì nói rẻ, tùy quốc gia các vị ở. Nếu mà so với Nguyên thì ở Đan Mạch nó sẽ mắc hơn ở đây. Ở Đan Mạch thì nó đắt, giá đắt đỏ hơn nhiều. Đối với Nguyên thì đây là rẻ. Cô chú anh chị em, nhưng mà có nhiều người khác ở những quốc gia khác thì họ cho là nước Pháp bị cha mắc. Ví dụ các quý vị thấy ở Hoa Kỳ thì nhà hàng tiệm búa thì đắt hơn. Ở đây nó đắt hơn Hoa Kỳ. Nhưng phải nói là Hoa Kỳ đã tùy dùng nữa, không phải dùng nào giống dùng ấy. Vậy là đã đi bộ bao nhiêu nè, tập thể thao luôn nè, đổ mồ hôi hột nè, quay được cảnh đẹp nè, ăn được ngon nè, thì còn gì bằng nữa đúng không? Bây giờ Nguyên chờ ăn bánh ngọt. Ăn bánh ngọt xong xuôi rồi mình trả tiền, rồi mình đi, rồi Nguyên đi về. Và đây là cái bánh kem cuối cùng Nguyên đặt. Cô chú anh chị em ha, ở đây có một cái cục kem vani. Còn cái này là họ làm ở nhà, cái này là confiture, cũng giống như là những trái cây gừng á, họ làm đường á, dưới cái bánh khép này. Tất cả các chú anh chị em thấy là nhiều thế giới nó đang bán bánh này. Đây là xuất phát truyền thống từ cái nơi này, traditionnel của người Breton. Và Nguyên có một cái mấy cái bông đẹp như tuyệt vời như thế này ở đây. Các chú anh chị em đúng không? Bây giờ ăn cái bánh này nữa là đủ. Đâu có bao tử đó, đủ no rồi. Về nhà thì sẽ ăn cơm với cha mẹ ít thôi, khoảng ăn 2 tô bún vậy đó. Nghe nói là cha mẹ nấu 2 tô bún cá. Thì Nguyên ăn ít lắm, ăn khoảng 2 tô bún bự vậy nè. Thêm ăn 2 tô nữa thì chắc là đủ no. Nên là tại thường là ngày hôm qua đó là bữa trước quay cho cô chú anh chị em coi bánh cảng, ăn cũng rất là nhiều. Rồi để bụng ăn 3 chén cơm. Bây giờ mình ăn cái này thì ít, về nhà ăn 2 tô bún. Ok. Giờ chúng ta bắt đầu vô. Đồ ăn ngon không bao giờ để nó nguội của chú anh chị em không? Nếu xong sẽ không ngon nữa. Là lúc nào cũng vậy hết, đồ ăn là phải ăn ngon. Hoa tươi là phải hái đúng không? Đồ ăn ngon là phải ăn liền, nó không nguội. Nên là bây giờ đi qua bên Pháp
ăn nhiều à, ăn nhiều cái trái túi, cái về bên bển cái lụm chai chai. Chua chua. Ngon. Cái con Việt Nam kêu này chắc mứt đúng rồi, Việt Nam kêu là mứt. À. Con phở chua mứt. Ai thích ăn đồ ngọt, Nguyên tin chắc là sẽ yêu cái món này chết chết mất. Nhưng mà cô chú anh chị em ha, ở đây á, vùng này á là cái chiên da, cái này không có nơi nào làm ngon bằng ở cái vùng này đâu. Vùng cơ tay này cái bánh chết ra khét á, còn Nguyên đi ăn khắp bên trên thế giới rồi, cái hương vị họ làm không giống. Nên mỗi lần về ở vùng này á đều thích ăn những cái món này. Ở nơi khác á, cái bột nó không giống và công thức họ làm không có giống. Mục đích của Nguyên á là vừa đi ngắm, thì cô chú anh chị ngắm cảnh rồi đi ăn. Mục đích là cho các quý vị thấy được ẩm thực văn hóa nó đi đôi, à, giá cả tiền và những cảnh đẹp. Nếu cô chú anh chị em có dịp đi á thì các quý vị đã biết được chúng ta nên cần ăn cái gì, uống cái gì, coi cái gì. Wow. Bây giờ là nói thật nha, nếu mà Nguyên không để bụng á thì cái dĩa hồi nãy Nguyên ăn, cô chú anh chị em thấy cái dĩa hồi nãy không, là sức của Nguyên ăn được 4 dĩa vậy đó. Đó, nhưng mà để bụng về nhà ăn 2-3 bún nên là thôi ăn ít thôi. Nguyên ăn kiểu này cái cô chú nói chắc mai mốt mà mời Nguyên không dám mời quá á, à, nói ăn kiểu này mời nó hao chết. Và đây là ẩm thực của vùng, một cái vùng thôi nha. Và trong ngày sắp tới, à, nếu mà Nguyên có dịp thì Nguyên sẽ chia sẻ cô chú anh chị em những ẩm thực, những cái vùng khác và những phong cảnh khác. Cái chuyến đi kế tiếp là Nguyên nghĩ là sẽ đi đến có thể là thành Samalo, à, là một cái thành xung quanh là thành cả, xung quanh là biển, à, khá là đẹp. Và Nguyên sẽ quay chia sẻ cùng cô chú anh xem sau trong những thời gian sắp tới. Mong là trời tốt nữa, nếu trời tốt thì cái sự thực hiện của Nguyên mới thành công. Cho Nguyên cáo lỗi nha, ngon quá, ngon quá là chú ăn không à. Lo ăn không, tại sao đồ ăn ngon á thì ăn lúc nó còn ấm, à nó còn ấm chứ mà nguội giờ đồ ăn nó sẽ không ngon nữa. Có nghĩa là đã xong. Đó là Nguyên đã ăn xong một cái dĩa, à, Nguyên đã ăn xong rồi, à bây giờ chúng ta chỉ còn tính tiền mà thôi. Rồi cái con đường lái xe về nó phải về sớm, bởi vì sẽ giới nghiêm. Nên cô chú anh chị em lý do tại sao mà ngày Nguyên phải live stream trước, thì hôm qua Nguyên phải live stream trước để có kịp thời gian để mà chia sẻ cùng cô chú anh chị em nhé. Bây giờ Nguyên đã trả tiền xong, ăn xong, bụng đã no rồi, à no, chưa có no lắm. À bây giờ là còn phải có một cái hành trang phải trở về lại nhà.
rồi còn phải thực hiện cái đoạn video 12 giờ đêm chia sẻ cùng cô chú anh chị em những cái video hấp dẫn sôi động ở tại Biển Đông. Mong là cái video này cô chú anh chị em thích, nó có nhiều cảnh đẹp và có những cái văn hóa kiến trúc cổ của Pháp vào thế kỷ 13, thế kỷ 11 và những cái ẩm thực địa phương chia sẻ cùng cô chú anh chị em. Các quý vị nào yêu mến chương trình Nửa Nguyên mở cái kênh du lịch nhớ ủng hộ mình nhé. Bây giờ chúng em tạm biệt ở đây và mình hẹn gặp nhau ở ngày mai.